bài trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn về cách ứng dụng diễn họa thông tin trong việc tổng hợp và ghi chép thông tin. Ở bài lần này thì mình muốn giới thiệu thêm một ứng dụng nữa của diễn họa thông tin, đấy là viết CV. Như đã từng đề cập trước đây, có rất nhiều bạn học viên trong những lớp học của mình đã từng ứng dụng cái công cụ này để viết CV và đã nhận được những cái phản hồi rất là tốt. Thế thì tại sao các bạn nên ứng dụng cái diễn họa thông tin này trong việc viết CV? Đây sẽ là một cách rất tốt để giúp các bạn thể hiện bản thân cũng như tạo ấn tượng đối với nhà tuyển dụng. Thông thường khi các bạn làm CV trên Microsoft Word, các bạn không có kỹ năng thiết kế hay không biết cách thiết kế thì trông cái bản CV của các bạn nó sẽ thường rất thiếu ấn tượng. Thì đây sẽ là một cách rất tốt để giúp các bạn có thể thể hiện bản thân tốt hơn. Các bạn có thể nhìn lên trên slide và xem một số những cái CV mẫu để có thể hiểu về cái cách ứng dụng diễn họa thông tin trong việc viết CV như thế nào. Là các bạn vừa thuyết trình vừa vẽ. Có rất nhiều bạn đặt câu hỏi là tôi vẽ không đẹp thì làm thế nào mà tôi còn có thể tự tin đến mức là vừa thuyết trình vừa vẽ được. Có một cái mẹo rất hay, đó là các bạn có thể vẽ bút chì trước ở nhà. Khi lên thuyết trình thì họ có thể vừa thuyết trình và vừa tự tin tô lại cái nét bút chì đó. Cái mẹo này tuy nhỏ nhưng lại rất hiệu quả, vì thực ra thì cái nét bút chì rất là khó nhìn đối với những người ngồi dưới, và chỉ có cái người đứng cạnh cái bảng thuyết trình mới có thể nhìn ra được thôi. Thì đấy là một cái mẹo mà các bạn có thể thử nếu như các bạn không quá tự tin vào cái khả năng.